Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Cắt phăng mái tóc dài xuân mượt, chiều lại dịnh chạy trung thêm vạn phần. Tuy cũng hơi tiếc, nhưng phải công nhận, nhìn tỉ tóc ngàn đáng yêu quá đi mất. Cắt đi suối tóc dài thương hiệu, chiều lại dịnh khiến fan ngây ngất với hình ảnh năng động, trẻ trung nhưng cũng không kém phần xinh đẹp, tinh tế. Từ khi bước chân về đàn dạy trí đến nay, Trời Lê Dịnh luôn gắn liền với hình ảnh một cô nàng xinh xắn, đáng yêu và đi kèm với đó, nữ diễn viên luôn để mái tóc suôn dài, suôn mượt, cực kỳ nữ tính, dịu dàng. Suối tóc dài ngang thắt lưng của nữ diễn viên luôn khiến fan mê mệt vì độ bóng khỏe, suôn mượt. Tuy nhiên, khoảng nhựa đầu tháng năm vừa qua, Trời Lê Dịnh khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi xuất hiện với hình ảnh tóc ngắn buông xõa ngang vai. Được biết, nữ diễn viên đã cắt phăng gần 30cm cho cần thay đổi hình ảnh của mình. Tuy có chút tiếc nuối nhưng không phải không công nhận, với mái tóc vừa độ chấm vai, phần đuôi hơi cúp phập phòng thế này, lại mang cho Triệu Lê Dịnh một cảm giác hoàn toàn tươi mới, vừa xinh đẹp tràn đầy sức sống, lại không kém phần tinh tế, lòng mạng và chút dịu dàng cổ điện. Đặc biệt tóc ngắn còn khiến Triệu Lê Dịnh như trẻ thêm vài tuổi, kết hợp với những bộ trang phục năng động, nhìn cô nàng lại càng tươi trẻ, tràn đầy sức sống chẳng hề giống thiếu nữ độ tuổi U30 một chút nào cả. Mái tóc dài vừa độ chấm vai, phần đuôi hơi khúc phập phồng mang lại cho chiều lệ dịnh một cảm giác hoàn toàn tươi mới tinh tế lãng mạn và chút dịu dàng cổ điển ở tuổi 22, chạy qua những khó khăn và cay đắng trong quá khứ, Vương Nhất Bác ngày nào cũng đã trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu được săn đón nhất khi sở hữu bộ phim truyền hình hút khán giả nhất Trung Quốc. Đồng thời, nam thần tượng cũng xuất sắc lọt top 100 người nổi tiếng có hình hưởng nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes công bố. Nhờ những nỗ lực và cố gắng cho bộ phim đam mỹ đầu tay, Vương Nhất Bác đã giành được giải thưởng Nam diễn viên đột phá của năm tại Chi Quy 2019 Man of the Year. Sau trần tình lệnh vào tháng 9 cùng năm, Vương Nhất Bác tiếp tục hợp tác với nữ diễn viên Triều Lê Dịnh, đồng vai nam chính tả doạn trong bộ phim Hữu Phị, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Press. Vào năm 2020, đoàn phim Băng Vũ Họa đã chính thức khai máy với sự góp mặt của Vương Nhất Bác, Trần Hiểu, đam mê tốc độ và con đường trở thành tay đua chuyên nghiệp. Với Vương Nhất Bác, đôi xe mô tô không chỉ đơn thuần là một sở thích cá nhân để giải trí, mà nam thần tượng còn định hướng tham gia các giải đấu với vai trò là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Tại một lần trả lời phỏng vấn, Nhất Bác từng nói rằng khán giả chỉ chăm chăm nhìn vào kết quả cho nên cậu ấy chưa bao giờ kể ra những cay đắng mà bản thân từng chịu đựng. Năm 2018, khi tham gia sáng tạo doanh 101, Nam thần tượng đã khiến người xem không khỏi khâm phục khi biết rằng từ nhỏ đã mắc bệnh viêm cơ tim và để có thể nhảy mỗi ngày, anh đều phải chuyển đến tám chai nước. Trong chương trình, khi biểu diễn một màn nhảy bịt mắt, với nhất bác bị chiếc khăn quấn vào khuyên tai, nhưng để buổi biểu diễn không bị ảnh hưởng, anh đã kéo chiếc khăn đó xuống và dẫn tới có một vết thương ở thùy tay. Nhưng dù như thế nào, ở trước ông Kính, Nhất Bác vẫn luôn thể hiện trạng thái chuyên nghiệp nhất của mình khi đối diện với ông Kính máy quay, và thực hiện hết phỏng vấn này đến phỏng vấn khác. Từ một chàng trai 10 tuổi nhỏ bé đặt chân tới một đất nước xa lạ để bắt đầu theo đuổi ước mơ năm nào, giờ đây với Nhất Bác đã trưởng thành và trưởng chạc hơn rất nhiều. Mặc dù ít biểu lộ tình cảm ra bên ngoài, thế nhưng nam thần tượng vẫn luôn dùng hành động để chứng minh, không một lời ngọt ngào đường mật, chỉ có một tấm lòng chân quý chân thành. Có thể nói rằng với Nhất Bác có được thành công như ngày hôm nay đều là nhờ những nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ suốt một khoảng thời gian dài mong rằng trong khoảng thời gian sắp tới, nam nghệ sĩ sẽ tiếp tục bứt phá và gặt hái được nhiều thành tựu rực rỡ khác. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.